giải hạng nhất quốc gia bia sao vàng 2023 phát sóng trọn vẹn trên các nền tảng FPT Play. Xin gửi lời chào tới quý vị khán giả của FPT Play. Chúng ta đang theo dõi những hình ảnh trên sân vận động tự do, nơi sẽ diễn ra trận đấu giữa hai câu lạc bộ Huế và Bà Rịa Vũng Tàu trong khuôn khổ vòng thứ 16 của giải bóng đá hạng nhất quốc gia bia sao vàng 2023. Đây là trận đấu mà đội chủ nhà Huế đặt mục tiêu giành chiến thắng để có thể chính thức trụ hạng trước hai vòng đấu, trong khi Bà Rịa Vũng Tàu muốn tránh vị trí cuối cùng trên bảng xếp hạng. Họ cần phải giành chiến thắng ở trận đấu ngày hôm nay để có thể thoát khỏi khu vực nguy hiểm. Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với đội hình xuất phát của đội chủ nhà Huế trong trận đấu ngày hôm nay. Trong khung gỗ là thủ thành mang áo số 29 Tiến Tạo, mang băng đội trưởng. Các cầu thủ số 4 Đặng Phước, số 5 Duy Bảo, số 6 Tuấn Tài, số 8 Thầy Hiếu, số 11 Hồ Thanh Minh, số 17 Hoàng Quân, số 20 Nhật Nam, số 30 Tuấn Phòng, số 33 Trần Văn Bùn và số 77 Ngọc Tú. Tổ trọng tài điều khiển trận đấu ngày hôm nay gồm trọng tài chính ông Ngọc Thắng, các trợ lý là ông Trịnh Hoài Quân và trọng tài thứ hai là ông Nguyễn Hoàng Đồ. Trọng tài thứ tư là ông Đỗ Khánh Nam. Bây giờ sẽ là đội hình xuất phát của đội khách Bà Rịa Vũng Tàu trong trận đấu này. Trong khung gỗ là thủ thành mang áo số 25 Nhật Nguyên. Ở hàng thủ gồm các thủ số 2 Thế Dũng, số 4 Lý Đức, số 5 Minh Nhất, số 6 Thanh Khôi. Các cầu thủ số 7 Thanh Long, số 9 Khánh Duy, số 15 Phương Thịnh, số 22 Tuấn Vũ, số 24 Kỳ Anh và số 27 đội trưởng Huỳnh Văn Lì. Và như vậy là trọng tài Ngọc Thắng đã thổi còi bắt đầu hiệp đầu tiên trận đấu giữa Huế và Bà Rịa Vũng Tàu. Trong hiệp một trận đấu thì đội chủ nhà Huế trong trang phục màu trắng sẽ bảo vệ khung thành bên phải màn ảnh của quý vị. Và phạt cho các cầu thủ bóng đá Huế không được. Quả chào bóng khá tốt. Người đã thực hiện tình huống treo bóng đó là Ngọc Tú. Cùng xem đội chủ nhà sẽ thực hiện tình huống bóng bổng này như thế nào. Và treo bóng của Nhật Nam. Đánh đâu? Chưa được. Suýt chút nữa đã có bàn thắng dành cho đội chủ nhà. Đặng Phước dù không phải là cầu thủ có chiều cao quá ổn, chỉ cao 1m70 thôi, cũng đã bật lên rất cao và giành chiến thắng trong tình huống không chiến. Ngọc Tú sẽ là người thực hiện quả đá phạt góc. Vẫn đang là những cái bóng áo trắng và vừa rồi là cú dứt điểm nguy hiểm. Thôi, chưa được. Thực sự là thót tim với các cổ động viên của Bà Rịa Vũng Tàu. Một quỹ đạo tưởng chừng như chả có gì nguy hiểm cả, vì nó cũng khiến cho Nhật Nguyên phải cực kỳ vất vả. Và trong nỗ lực cản phá cú dứt điểm của cầu thủ bên phía đội chủ nhà thì Nhật Nguyên cũng đã đập lưng và cột dọc. Trong tình huống tranh chấp bóng bổng thì không ai chạm được vào bóng cả. Và sau đó thì Thế Hiếu đã tung ra một cú đá chạm vào một cầu thủ bên phía đội khách. Bóng đi đổi hướng và tạo ra một quỹ đạo cực kỳ khó chịu. Sẽ là quả tạt của Ngọc Tú. Chưa thể tung ra cú đánh đầu. Thế Hiếu. Quả cho bóng vào đánh đầu. Chưa được. Cú đánh đầu vừa rồi là của cầu thủ mang áo số 4 Đặng Phước. Huỳnh Thế Hiếu. Và tạt ngay đánh đầu. Chưa được. Mọi trận đấu lúc này với Bà Rịa Vũng Tàu đều là những trận chung kết. Trang bóng vào khá nguy hiểm. Bóng tới thẳng vị trí của Nhật Nguyên. Nhưng vừa rồi là pha bóng mà thủ thành sinh năm 2003 của câu lạc bộ Bà Rịa Vũng Tàu đã chơi ổn. Bà Rịa Vũng Tàu thì đang gặp đôi chút những khó khăn và xếp ở vị trí cuối cùng. Tiếp đó lại là một đường truyền khó dành cho Nhật Nam. Đã có những khoảng trống bộc lộ bên phần sân của Bà Rịa Vũng Tàu. Và triển khai bóng tốt Đặng Phước. Đảo chân liên tục. Những góc sút đã hẹp đi rồi. Hoàng Quân. Nhất Hảo. Cười. Tạm tiếp đó lại không phải là một tình huống đánh đầu.
hướng về phía khung thành mà lại là một đường chuyền của Van Bun. Phút bù giờ cũng đã qua đi rồi, bây giờ là cơ hội có thể coi là cuối cùng trong trận đấu này. Hồi quá anh em ạ, không biết là Huế có thể tận dụng được cơ hội cuối này hay không. Có lẽ mọi thứ hết rồi. Và đúng lúc này thì trọng tài cũng đã nổi còi khép lại 90 phút trận đấu trên sân tự do giữa hai câu lạc bộ Huế và Bà Rịa Vũng Tàu. 0-0, một điểm là kết quả không như mong đợi với cả hai đội bóng. Huế chưa thể chính thức trụ hạng trước hai vòng đấu, trong khi với Bà Rịa Vũng Tàu, một trận hòa không bàn thắng chưa thể giúp cho thoát khỏi vị trí cuối bảng. Cảm ơn quý vị khán giả của FPT Play đã ủng hộ các bình luận viên trong luồng bình luận tương tác này. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những trận đấu tiếp theo. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.